Làm cách nào để hết bị ảo tưởng vậy chị? Em hay có cái tính đó, em tự nhận thức được nhưng mà không bỏ được. Khen cho em là em tự nhận thức được thì nó là một cái bước tiến tốt, tại vì không phải là ai cũng tự nhận thức được cái tính ảo tưởng trong mình. Tâm tưởng tượng thì gần như là ai cũng có thôi, nhưng ai có bản lĩnh để kiểm soát nó, để sống một cuộc sống an bình thì đó còn là tùy vào khả năng của mỗi người nha. Kiểu ảo tưởng mà mọi người thường hay mắc phải nhất mà mình nhìn thấy là hội chứng ảo tưởng người khác thích mình. Cái hội chứng này là hoàn toàn có tên riêng và nó sẽ được xem là một loại bệnh khi mà sự ảo tưởng này trong các bạn nó quá sâu và nó quá nặng. Những dấu hiệu của hội chứng ảo tưởng người khác thích mình là các bạn sẽ thường hay bị phóng đại quá vấn đề. Một cái hành động nhỏ của một ai đó cũng có thể sẽ khiến cho các bạn suy nghĩ là tại sao cái người này họ lại làm như vậy? Tại sao họ lại có cái hành động như thế này? Có thể là họ đang thích mình hả? Tại sao họ lại nói cái câu đó? Bạn có hàng ngàn, hàng tỷ câu hỏi chỉ vì một hành động nhỏ của một ai đó, và bạn rất là hay để ý những cái nhỏ nhặt và bạn thường hay bị phóng đại hóa những cái thứ không cần phải để tâm lên đó. Bạn sẽ dễ dàng rung động, dễ dàng rơi vào lứa tình và crush một ai đó bởi những cái hành động nhỏ nhặt đó của họ, từ cái việc là bạn ảo tưởng trên những hành động đó và đặt quá nhiều câu hỏi, quá chú tâm vào những cái thứ nhỏ nhặt trên những cái hành động mà họ dành cho bạn. Đó là dấu hiệu cho thấy là các bạn đang bị thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự quan tâm, chưa từng nhận được tình cảm, tình yêu thương trọn vẹn, hoặc là chưa từng cảm nhận được điều đó một cách trọn vẹn từ gia đình của mình. Nó còn có thể là từ nhiều lý do khác nữa, nhưng lý do này là phổ biến nhất. Và cách để hạn chế cái hội chứng ảo tưởng là người khác đang thích mình, đó chính là bạn phải tập trung vào cái việc phát triển bản thân để bạn có những kiến thức vững chắc, để cảm xúc không dẫn dắt bạn, khiến cho bạn có những cái suy nghĩ không thực tế nữa. Tìm thấy sự hài lòng, có sự tự tin, có kiến thức về vấn đề tình cảm, đây là ba yếu tố quan trọng nhất mà bạn cần trau dồi cho chính bản thân mình để hạn chế hội chứng này.